khắp Nam Bắc hết dây khói lửa, cả Đông Tây cũng bỏ đao binh. Ở ăn theo tánh trời sinh hảo sanh, chớ chẳng chút tình sát ai. Mắt thấy sự gỗ gai bắt chan, tai nghe điệu thù oán thêm nhòm. Tranh nhau từ miếng cá cơm nở, đem tình nghĩa vùi chôn bụng lầy. Dù học thức Đông Tây mấy bực, vì lợi danh đành dứt nghĩa nhân. Sanh loài cầm thú ngang phân, đâu còn giá trị là nhân loại gì. Nghe tiếng súng ầm ì đưa lại, như cầm dùi soi quái trong tim. Xét rằng từ cổ chí kim, vì tình hoặc giả vì tiền giết nhau. Rốt cuộc lại người nào cũng chết, uổng mưu gian uổng giết lẫn nhau. Ô danh trọng tội mang vào thúi tràng, muốn dầm thơm nào mấy ly. Giả lại cũng tại vì nghiệp ác, linh hồn kia khi thác đi rồi sao đường cứ mãi lăn trôi. Chịu điều sanh tử luân hồi thiết tha, khổ với thảm kể xa sao hết. Sống chưa chi kê chết tới nơi, ngắn thải số mạng người đời cũng nên xét kỹ để hồi tâm tu. Ta đang đứng gật gù suy nghiệm, trong tâm liền khởi niệm như vậy. A-di-đà Phật phương Tây, hiển linh xin hiện chốn này cho xem. Giải cách nào ngày đêm niệm trì niệm, để có mau kiến diễn được ngài. Hồng trần già trẻ gái trai, như mù lại gặp phải ngài tối tâm. Không Phật chỉ khó làm cho chúng, chế thuốc sai ắt bệnh không lành. Con đường tịnh độ giáng sanh, quy xin đức Phật mở tình dạy cho. Trong tâm vừa giải ra như thế, thì ngọn đèn về phía phương Tây. A-di-đà Phật hiện ngay, hào quang ở giữa lông mày chiếu ra. Rằng ở cõi ta bà sanh chúng, có người nào lầm muốn gặp ta. Phải như con hiu nhớ cha, dù cho cách trở bao xa cũng về. Niệm Di Đà không hề để ngớt, cả sáu căn cùng một niệm nhau. Tất là đàn chỉ bất lao, Tây phương đến được chớ nào khó chi. Dứt sạch niệm mê si tức giác, cùng ngó nhau hai mặt hòa nhau. Nếu còn tâm vọng trần lao, dù cho niệm Phật cách nào không linh. Lời này con khá in trong trí, để truyền cho cạn kỳ người tu. Chúng sanh đâu phải là mù, chỉ là mắt bệnh mộng du tại trần. Sẽ tỉnh được chớ không mê mày, con khéo lời chỉ dạy người ta. Một người giúp được
tỉnh ra đức kia to lớn khổ mà lường đo. Ta cúi đầu liền thưa Đức Phật, xin chạm ghi ân đức đại từ, dạy cho rõ phép thật hư sẽ là giúp được nhiều người thành công. Cúi xin Phật nhủ lòng chỉ dạy, hiện ở nơi thế giới ta bà. Tại sao khắp cả gần xa chúng sanh thường niệm Di Đà nhiều hơn Phật, rằng có tâm muốn giữ pháp? Pháp Di Đà rất hợp hạ căn, dễ tu dễ nhớ dễ hành, cho nên hiện tại chúng sanh niệm nhiều cũng là điềm tàn tiêu cõi hạ. Duyên ta cùng tất cả chúng mùi đất trời đến lúc tối thui, thì ta ứng hiện độ người thành tâm. Hào quang ta sẽ làm hết khổ, khi người nào được có chiếu vào. Mẹ thương con đỏ thế nào, Phật thương sanh chúng cũng vào thế này. Thương đến đổi quên đi mạng sống, ganh khổ cho sanh chúng từ lâu. Con ơi nên được đảo màu lòng từ bi, phải rộng sâu vô cùng, món yêu đương cũng không tiếc kể. Đem ban cho những kẻ khát khao, chúng sanh nơi cõi trần lao, tấm lòng này biết chừng nào hiểu ra. Phật thì chúng ta bà đang khổ, khó ngồi yên tĩnh đổ ở con. Quá thân đến đội gót mòn đó, đẩy đi khắp chẳng còn chỗ không, tìm kiếm kẻ lòng mong nhớ Phật. Đem về nơi lạc quốc ở chung, kìa con để mắt xem cùng hóa thân của Phật khắp trong cõi phàm. Khi hóa nữ hóa nam đủ hàng, cứu chúng sanh không trang phục nào. Lòng thương chẳng chút mòn hao, xưa nay vẫn một sắc màu từ bi. Gặp tai khổ như khi bình sự, lòng thương yêu dân thứ không phai. Không riêng Phật ở phương Tây, Phật nào cũng dẫn ra tay cứu đời. Ngoài ta bà còn nơi khác nữa, cùng chúng sanh đau khổ như nhau. Cứu luôn không bỏ người nào, nếu là tưởng Phật nếu trao tâm lành. Phật nói xong rồi nhìn ngoái lại, liền hiện ra thế giới lạc ban. Biết bao nhiêu đóa hoa vàng chỉ trong một khắc nở ngàn muôn bông. Phật rằng con hãy trông như thế, mỗi bông là mỗi kẻ siêu thân. Nhưng mà kẻ đó trần gian nhiều hơn số kẻ siêu thân cõi này, nên lòng Phật chưa khuây khỏa được, lo lắng luôn không ngất ơi con. Chừng nào kẻ khổ hết còn, thì là Phật mới niết bàn ngồi yên. Cảm lời Phật ta liền rơi lụy, rồi cúi đầu tỏ ý biết ơn.
lòng nhân trên hết lòng nhân, đang làm cha mẹ cõi trần chúng sanh. Một mùi hương thơm lành ngát mùi, ngước đầu lên còn dõi hào quang. Lẫn cùng tiếng nhạc trỗi gian, còn thân Phật đã ẩn tàng mất đi. Thật phép nhiệm khó suy nghĩ kịp, đang kính thay các đức từ bi. Chúng sanh lòng muốn những gì hiểu ngay, liền khéo tùy nghi giúp giùm. Ta đang còn bận trong ý nghĩ, rằng ước gì Phật chỉ thời cơ, để cho những kẻ còn ngờ trở nên tin, để kiếp giờ hoàng thiên. Ta vừa nghĩ thì liền theo đó, trong ngọn đèn linh nọ hực ra một hào quang chói sáng lòa. Trong hào quang có một tòa liên hoa, vừa có vị Phật đã ngồi ngự, nơi ngực bài lỗ chữ vạn ra. Mỗi nơi muôn gốc mỗi Phật đà, hào quang muôn sắc thật là đẹp xinh. Phật vừa cười vừa lên tiếng nhạc, trong nhạc nghe rào rác lời ca, rằng con ơi cõi Phật đà phàm nhân mấy kẻ được mà thấy đâu. Không phải riêng con cầu mà được, vốn là duyên thuở trước khéo gây. Thương con lao khổ dậy đầy, vì nói gương Phật chúng này mà ra. Con vừa gặp Di Đà khi này, phước lớn hơn tứ hải ơi con, truyền ngôn con khá lo tròn. Ngày gần Phật sẽ cùng con một giường. Con ơi vì tình thương của Phật khác hơn tình nhân vật ơi con. Thương không muốn chúng hao mòn, thương làm cho khắp người còn sống luôn. Không ở trần về nương cõi Phật, chẳng tử sanh bệnh tật đeo mang. Ngọn đèn trên cánh sen vàng, người thường nơi cõi thế gian khó nhìn. Lành thay con hữu tình với Phật, giờ phút này mới được thấy ư. Con đừng tưởng việc quyển hư, đây là sự thật chớ ngờ ơi con. Kìa nơi gốc lầu son bên cạnh, con thử xem thấy cảnh trần ai. Trên giường kia cái hình hài đang nằm, như thể khúc cây bất thần, chính là cái xác trần con đây. Con thử xem sẽ thấy ra sao, một khi hơi thở không vào xác kia, trở cứng khác nào khúc cây. Rồi sình lên thúi khai hết cậy, ra tan ra khác thể bụng lầy. Hồng trần bất luận là ai, xác thân đều phải như vậy ơi con. Thế mà chúng sanh còn mến tục, tạo tác ra nhiều việc tội tình, làm cho thêm nghiệp tử sanh mười phương. Chứ Phật càng nhìn càng đau. Bên gốc kia con nhìn vào thử, cõi Phật đà đủ thứ xinh tươi, cả ai đều cũng vui cười. Buồn rầu lao lý một người cũng không, nếu muốn chi tùy lòng ấy có.
dù việc chi chẳng trái tâm nguyện. Nếu người ở cõi trần duyên được về đây sẽ hết phiền hết lao. Nhưng ít kẻ tin vào nơi đây, thật đáng làm thương hại ơi con. Dù cho lặng biển trèo non, chân linh con chẳng hao mòn chút nào. Càng lao khổ càng cao công đức, nhưng tượng dài thêm chất đá trong. Chỉ là đáng sự an lòng, chứ không đáng để ngại phòng sợ lo. Con khá nên khuyên cho đời biết, khổ dù bao không thiệt chớ lo. Trồng hoa hoa sẽ trổ cho lòng nguyện, sẽ được chớ lo mắc phần. Phật là kẻ thoát trần đã hẳn, lời nói chi cũng chẳng hề sai. Con ơi kha biết Như Lai, vì dân đủ cách đổi thay dạng hình. Hôm nay cũng vì tình con trẻ, Phật hiện bài mỗi lẽ con xem. Ai trong cũng bắt muốn thèm, nhưng mà những kẻ được xem không hiền. Mười phần lòng bận theo cõi tục, tin Phật trời một chút cũng không. Lòng thương của Phật tràn đồng đối, cùng hạng ấy cũng không cứu rồi. Nhưng Phật chẳng trách người nào cả, đôi với ai cũng giả yêu thương. Từ bi luôn mở rộng đường, chừng nào hết kiếp vô thường mới thôi. Đạo khi ngộ con ngồi bao quy, đâu cũng là chân lý ơi con. Khi xem mây giăng chót non, lúc nhìn sóng vỗ đầu cồn lô nhô. Nơi nào cũng có cơ bí nhiệm, không vật chỉ mơ quyện được lòng. Con ơi hai chữ có không, tìm ra cho được nguyên tông mới là. Trong tiếng nhạc ứng ra lời nói, tuy không mà há gọi rằng không. Phật đâu lại ở trong bông, bông sao lại mọc đèn trong thế này. Ngoài ý khách trần ai suy lường, dễ mấy ai nghĩ tưởng cho ra. Duyên lành ở một kỳ ba, sẽ còn lắm kẻ thấy hoa này nhiều. Con ráng già uống chiều thế cuộc, truyền viết này khắp nước dân nghe. Ngõ hầu sớm tỉnh giấc mê, để cùng các Phật quy tề nơi đây. Nhạc lần tiếng ca này vừa dứt, một dừng mấy lũ lượt bay qua. Phật ngài liền chỉ tay ra, mấy kia dừng lại hóa ra đĩa cầu. Đang quay xuôi bỗng đâu quay ngược, làm cỏ cây nhân vật ngựa nghiêng. Biển sông mà qua đất liền, đất liền lại hóa ra miền biển sông. Các phương hướng lạnh nồng đổi khác, khí hậu nơi Nam Bắc đều sai. Nhìn xem vạn vật muôn loài gió, nơi cuộc đổi thay này nát tan. Trong thi cảnh điêu tàn sơ xác, ruột rà đau nước mắt nhỏ xa. Phật rằng ơi trẻ ta bà, cõi trần cảnh ấy xảy ra nhiều lần. Mỗi một kỳ thai nhân đổi vật,
là mỗi lần quả đất lộn quay. Vô thường kiếp tạm trần ai, hiệp tan tan hiệp như mây khác nào. Con có thấy ai đâu trường cửu, không vật chỉ cô trụ được ư, hoàn toàn là cõi quyền hư. Đang thương cho kiếp con người dường bao, luống công người kế mưu đủ lè. Không việc nào dành để cho lâu, thân tàn vật cũng quá sâu, hữu hình tất hoại là câu nói thường. Cõi Phật ráng vẹt đường đi tới, thân không tàn vật mới trường miên. Hỡi này ơi trẻ con duyên, Phật đài bất lạc đâu khuyên tu hành. Mắt đã thấy hết sanh ngờ vực, con được xem cõi Phật rõ ràng. Ráng khuyên lại kẻ thế gian, lo tu chớ giả mơ màng nữa chi. Tình cho hẳn mới quy cõi Phật, đừng nửa chim nửa chuột dở dang. Không ten thì phải thuần vàng, muốn cho giải khổ phải toàn chân tu. Ngày gần đây năm châu thế giới, như đĩa cầu vừa mới thấy kia. Thấy trôi máu chảy đầm đìa, nạn trời ách nước khó bề tránh qua. Việc chẳng hề Phật đà không bào, nói ra đây vì đau thương dân. Phật không dối gạt hỏng trần, những điều Phật nói chẳng lầm đâu con. Phật không những cứu hồn khỏi đọa, cứu luôn thân khỏi quả trần gian. Từ bi chủ xương hai đàn, sống lành thân thể thoát an liên đài. Phật nói xong rồi tay liền dậy, quả đất kia trở lại thành mây. Dần dần từ ấy cứ bài Phật rằng, con hỡi thấy đây chẳng là chỉ trong một phút qua rồi mất. Cõi trần gian nhân vật thế ni, con người đang quý yêu gì nỡ đi giành giật. Hãy thì lẫn nhau, mọi vật tạm kiếp mau như chớp, nên giúp nhau thêm phúc lâu dài. Chứ vì tình chớ vì tài, dẫn nhau đến chỗ nạn tai âu sầu. Trên cùng dưới lấy câu hòa hào, giúp đỡ nhau manh áo bát cơm. Muốn cho được có tiếng thơm, xem điều nhân nghĩa trên hơn bạc tiền. Trọng đạo cả hơn riêng ái dục, chẳng riêng lo hạnh phúc một mình. Những điều lợi ích nhân sinh lớn lao mỹ, cũng hy sinh không cần. Con ơi muốn Phật thần nên được, tấm lòng này làm trước ơi con. Giết người cư xử không tròn thì là giết Phật chẳng còn nên đâu. Đạo không đời đạo nào có lập, thành Phật do tu tập trong nhân. Bỗng nhiên nên được Phật thần, Phật thần ấy cũng chẳng cần làm chi. Thật bác ái danh gì cũng mặc, chỉ biết điều cứu vật độ nhân. Đó là mới thật lý chân, mới là đúng nghĩa Phật thần ơi con. Thương người đến mất còn chẳng kể,
Người tu hành như thế mới nên, điều này ơi trẻ chớ quên, bốn ân trọng đại mới đền đáp xong, mới hành đạo dứt được lòng dĩ ngã. Tức là chân đạo quả nên ngay, ơi con lòng mến trần ai. Thượng tình không thể một ngày dứt xong, việc khó mây cố công làm mày cũng sẽ nên không sai đâu con. Con ơi ráng giữ cho tròn tu, cho mình lại phải còn tu nhân. Đường Phật Pháp kêu sơn gắn chặt, phải anh hùng thắng giặc trong tâm. Những gì đã thấy sai lầm liền chừa ngay, chứ để làm dây dưa. Việc đáng chừa cố chừa cho được, tội lỗi bao cũng chuộc được ngay. Con ơi kẻ ở trần ai tỉnh cơn mê được phải đầy khó khăn. Phật xưa cũng trong hàng sanh chúng, nhờ quyết tâm mà thắng cơn mê. Tâm không nhất quyết một bài, ngôi xưa vĩ cũ khó về ơi con. Khá khuyên người lòng son một sắc, trước sau lòng theo Phật không phai. Được vậy cùng Phật Như Lai, Niết Bàn sẽ có một ngày ngồi chung. Phật nói xong liền dung tay áo, liền hiện ra chiếc bảo linh kiều. Từ nơi thế giới tàn tiêu bắt ngàn qua cõi bất diêu Phật đài. Trên cầu có nhiều người nhé bước, mỗi người đều mỗi phước thần kỳ. Mắt mày đầy vẻ uy nghi, bên kia cầu có từ bi đứng chờ. Trong lúc ấy bên bờ mê khổ, biết bao người đang bỏ thây thi. Kẻ vì ẩu ta chết đi, người vì bom đạn xác thì tan tành. Lại có kẻ đang rên kêu khóc, bị gươm đau đâm thọc vào thây. Có người cha mẹ lạc loài chạy quơ tìm kiếm, mắt đầy lệ rơi. Vợ xa chồng kêu trời gian dội, mẹ mất con đến đổi cuồng điên. Âu sầu cảnh vật điền viên, ở nơi nào cũng thấy thảm phiền heo giòn. Quá đau đớn không còn nhìn nổi, ta nhắm liền mắt lại rồi than. Như vậy hết cõi trần gian, làm sao đến đổi điêu tàn thế ni. Kẻ trên cầu viết chỉ cũng chẳng thương người đang lội lặng bên kia. Ước gì được có sớt chia, cho người đang khổ bớt bề lao đau. Phật rằng con nghĩ sao việc ấy, kẻ khổ kia tự lấy mà ra. Vì làm lắm việc gian tà nên ngày chung cuộc mới là thế ni. Phật biết trước lắm khi giải bào, mà chẳng nghe cứ tạo ác luôn. Phật nào chẳng phải yêu thương những người như thế, hết đường cứu an. Hôm nay Phật hòa quan chỉ cảnh, cũng vì thương ba tâm đầy ư. Để cho con thấy cõi người, hầu truyền cho chúng tỉnh hồi lo tu. Lần này chẳng quay đầu hướng thiền, xác hồn đành tiêu biên biết sao. Điều này con nhớ ghi vào dục, cho ba tâm khá mau tu hiền.
gần ca đến cuộc biến thiên ơi trẻ, như vừa qua mỗi lẽ con xem. Nếu không rửa bỏ luốc lem con ơi, đến việc khó tìm ngõ xanh. Phật dạy con ngọn ngành hiểu rõ, để cho con bày tỏ người nghe. Bí quyền không có đậy che, tại vì sanh chúng còn mê khó tường, đây Phật sẽ chỉ đường siêu việt. Tức là con hơn thiệt sẽ rành, con nhìn ngay đóa hoa xanh, tự nhiên sẽ thấy dữ lành ra sao. Ngó theo Phật thì vào bên cạnh, một hoa sen long lánh màu xanh. Thoát nhiên bực sáng trong lành, có rừng dơi có thị thành hiện ra. Trong rừng có hằng hà thú dữ, tranh đấu nhau hậm hực rợn người. Dọc ngang ở dưới gầm trời, đua nhau ăn xong nuốt tươi mỗi ngày. Chịu nắng đỏ mưa đài đủ cách, bị kẻ dây người bắt liền khi. Khổ đau không thiếu món gì, sống đời dơ quế ngu si thấp hèn. Trong khi đó phía bên thành thị, loài người đang quê mỹ sống xanh. Có nhà cửa có cung thành, xe tàu bay chạy lưu hành tự do. Có đủ cách làm cho thỏa dục, đâu cũng đều đầy mục ăn chơi. Nhìn qua ở khắp mọi nơi, rượu chè mèo mỡ ít người nào không. Phật rằng khi con trống vào đây, giữa hai bên nhận lấy bên nào, ta chưa kịp đáp làm sao, Phật liền tiếp nói thao thao như vậy. Con ơi cả bên này bên nọ, chớ chấp tâm lấy bỏ bên nào. Vì rằng hai cảnh khác nhau, nhưng tình vẫn một khổ lao đỏ đại. Người mà thú nào ai có biết, thú mà người là giết đâu không. Khác điều đổi mũ mang lòng ác, hung vô đạo nơi lòng giống nhau. Vật nào cũng như bạo như ảnh, gọi sướng vui nào thảnh thơi đâu. Lòng luôn có sự ưu sầu, đời thường gặp việc khổ đau ít nhiều. Người hay thu xét theo trình độ, chớ nên xem ở chỗ xác thân. Thú người đều cúng xác trần, cũng sanh đẻ cũng uống ăn một tuồng, thân tư đại vẫn luôn thế cả. Có chi đâu làm thỏa ấy con, làm sao cho khỏi tiêu mòn, sống đời an lạc trường tồn mới ngoan. Vậy con hãy nhìn xem bên cạnh, đó sen vàng đang ánh bên kia. Tất đâu là chỗ đáng mê, đâu là đáng chán, mỗi bề sẽ thông. Nghe lời Phật ta trong bên ấy, một cảnh màu chưa thấy bao giờ. Dưới tàn một gốc cây to, mỗi vị Phật ngự trên tòa liên hoa. Trước mắt có hằng hà tiên giới, đứng hầu nghe Phật nói pháp màu. Các tiên y phục khác nhau, mỗi vị đều có mỗi hào quang riêng.
lời han hỏi dịu mềm tao nhà, mặt vui tươi đẹp đẽ khác thường. Mỗi gì mỗi nức mùi hương, qua trên cõi tục phải nhường mấy mươi. Cảnh trang nghiêm màu trời mát mẻ, thêm có luồng gió nhẹ thổi qua. Trên tàn cây chỗ Phật đã nhạc, từ mỗi lá rung ra dịu dàng, nhạc với tiếng Phật đang thuyết pháp. Màu nhiễm thai phù hợp lẫn nhau, lòng dù muôn vàn khổ đau, khi nghe nhạc ngay cũng thao mất liền. Vui vẻ khó tả nên lời nói, quyền diệu không biết gọi sao vừa. Ta chưa kịp mở lời thưa, Phật liền bảo đó là cớ sau này. Ngài biến chuyển đông tây nam bắc, cõi thế gian nổi giặc khắp nơi. Sấm vang tôi cả đất trời bình minh, trở lại như đời này đây. Tu đến được hội này thông thả, cảnh thế gian tan rã không còn. Chớ nên sai đắm ở con, đắm sai những vật không còn là ngu. Vì thế Phật khuyên tu ơi trẻ, lấy trí mình xét lẽ mất còn. Thấy đây nào dễ đâu con, như ghi tâm cảm để còn khuyên dân. Người ta cúi đầu cảm ơn Đức Phật. Xin dâng lời khuyên dứt thế gian, phép lành xin Đức Phật ban cho, đâu đó được xuôi đàn giáo dân. Phật mỉm cười rồi lần biến mất. Giây phút lâu còn nức mùi hương, lòng ta cảm kích muôn vườn tình thương thêm nặng trên đường Phật gia. Ai ngờ một đó qua thế ấy, mà cõi chi cũng thấy rõ ràng. Vì lòng mẫn ngay thế gian, Phật Ngài khéo lộ mỗi đàn quyền cơ. Dù không thấy nhưng nghe đây nói, cũng nên tin để cõi tâm trần. Ngàn muôn kiếp bị chuyển luân lời màu, khó được một lần nào nghe. Nghe được ắt tâm mê tình được, nếu tình theo sao trước một lòng. Đây không phải chuyện bông lông, khi ai nghe đến chớ lòng bỏ qua. Những lời ta viết ra nơi đây chính là điều mắt thấy tai nghe, không vì háo vọng đem khoe, mà vì muốn được tỉnh mê khắp người. Như Phật đã nhiều lời giảng giáo, đời nếu không có đạo đời mê. Đời mê có đảo vỗ về, thì đời ấy sẽ hết mê có ngại. Không cương quyết không hay thành tựu, dù viết đời viết đảo thế ư. Nên mà bỏ luôn cũng hư hư, mà khéo sửa sẽ như ý nguyện. Nơi hải ngoại phòng riêng một bông, mới bước hồi hướng trong ngóng mỗi ngày. Phần còn phải ở nước ngoài, mượn lời của Phật đau lai quê nhà. Xin tất cả trẻ già nam nữ, hãy nghiệm suy mọi sự đầy phân. Thương nhau đến nên mới tố trần, rất mong đó cũng tinh thần như đây. Biết yêu nhau, biết gây thiện cảm, biết quyết tâm diệt đám mây mù.
một lòng thể nguyện chân tu, tu cho đến đắc đạo màu mới thôi. Kẻ quê nhà xa xôi khó hiểu, ta xứ người lắm chịu đắng cay, nhưng lòng sắt đá không phai đủ phương chiều uống để gây đảo màu. Mới trông qua dễ đâu biết được, việc ta làm có trước có sau. Đỏ xanh chiếu rọi nhiều màu, nhưng đèn một ngọn lao lao sáng trong. Tâm hồn này ước mong khắp chung, ít nhiều gì xin cũng biết cho. Xưa nay đây vẫn hẹn hò một câu tái ngộ trên đò từ bi. Xin chớ buồn những khi xa cách, lúc nhớ nhau hay đọc lời này. Dù ta có ở đông tây, tâm hồn cũng vẫn ưu hoài bắc nam. Chịu cay đắng cho khâm nghĩa dù, đành xa nhau để thủ mái trời. Đau đồng và mẹ hiền ơi, hiểu cho đây chớ đem lời trách than. Cũng phải ráng có gan sắt thép, dù cho ai bức ép giường bao. Chữ tu trước cũng như sau, khư khư một dạ không nao núng lòng. Mày người nhà có lòng trong ta mây, ta cũng trong thế ấy đâu thua. Tinh thần đang phúc chạy đua gắn lên, chớ để ai thua ai nào. Ta nhiều lúc lòng đau như cắt, thường đêm thường nước mắt nhỏ xa. Nhớ người ở chốn quê nhà, như luôn đến cả mẹ già cô đơn. Ngày nào ta trở chân quê nội, lòng nhớ nhung mới gọi được ư. Ngay nếu còn ở chốn quê người, thì lòng thương nhớ đâu hồi nào quên. Một khi diệt được nên như nguyện, đền lại cho lúc diễn ly nhau. Cơ trời định vậy biết sao, hay nên lắm bấm bụng đợi nhau qua ngày. Dù ta ở nước ngoài đi nữa, lời gửi về mỗi bữa ráng xem. Rửa xong những chỗ ố lem, mối tình đạo đức càng thêm gũi gần. Đồng đạo ôi có từng biết đến, tấm lòng ta đã mến giường bao. Không riêng hai chữ đồng bào, mà là đối với nước nào cũng thương. Đi đâu cũng chủ trương Phật giáo, khuyên người lo theo đạo tu hiền. Chiến tranh là việc cuồng điên, giết nhau rốt chẳng lợi quyền chi đâu. Kiếp sông ngăn chớ thấu thêm ngăn, hãy giúp nhau cho đặng sống dai. Lấy tình chung của nhân loài, chứ đem riêng ý một vài phạm vi. Đến đâu cũng ý lời như một, vẫn khuyên tu không chút ngại ngần. Bóng chiều càng bước đến gần, sự khuyên tu ấy thấy cần khuyên thêm. Mong rằng khắp Bắc Nam quê nội, hiệp sức nhau mở lối khuyên tu. Một người làm có hơi lâu, nhiều người hiệp lại sẽ mau công thành. Khó khăn mấy cũng đành chịu vậy, đừng thở than bãi hoại tâm linh. Vì người mà khổ thân mình, trên đời còn có sự dính chi bằng. Nơi đất khách
ta càng tinh tân. Ở quê nhà cũng rang chí công, kiếp này giải thoát không sống thì muôn kiếp tới khó hồng siêu thăng. Mỗi lúc nhỏ không ngăn không đắp, chừng lớn ra mới dập sao nên. Đành rằng xuống dễ khó lên, muôn lên cần phải được bền sức leo. Đời muốn được đạo sao không được, nên hay không rút cuộc tại mình. Muôn điều nhờ ở đức tình thủy chung như nhất giới tình Phật gia. Khắp Nam Bắc hết dây khói lửa, cả Đông Tây cũng bỏ đau binh. Ở ăn theo tánh trời sinh hảo sanh, chớ chẳng chút tình sát ai. Mắt thấy sự gỗ gai bắt chan, tai nghe điệu thù oán thêm nhòm. Tranh nhau từ miếng cá cơm nở, đem tình nghĩa vui chốn bụng lầy. Dù học thức Đông Tây mấy bực, vì lợi danh đành dứt nghĩa nhân. Sanh loài cầm thú ngang phân, đâu còn giá trị là nhân loại gì. Nghe tiếng súng ầm ì đưa lại, như cầm dùi soi quái trong tim. Xét rằng từ cổ chí kim, vì tình hoặc giá vì tiền giết nhau. Rốt cuộc lại người nào cũng chết, uổng mưu gian uổng giết lẫn nhau. Ô danh trọng tội mang vào thúi tràn, muốn dặm thơm nào mấy ly. Giả lại cũng tại vì nghiệp ác, linh hồn kia khi thác đi rồi sáu đường cứ mãi lăn trôi. Chịu điều sanh tử luân hồi thiết tha, khổ với thảm kể xa sao hết. Sống chưa chi kê chết tới nơi, ngắn thải số mạng người đời cũng nên xét kỹ để hồi tâm tu. Ta đang đứng gật gù suy nghiệm, trong tâm liền khởi niệm như vậy. A-di-đà-phật phương Tây, hiển linh xin hiện chốn này cho xem. Giải cách nào ngày đêm niệm trì niệm, để có mau kiếm diễn được ngài. Hồng trần già trẻ gái trai, như mù lại gặp phải ngài tối tâm. Không Phật chỉ khó làm cho trúng, chế thuốc sai ắt bệnh không lành. Con đường tịnh độ giáng sanh, quy sinh đức Phật mở tình giải cho. Trong tâm vừa giải ra như thế, thì ngọn đèn về phía phương Tây. A-di-đà-phật hiện ngay, hào quang ở giữa lông mày chiếu ra. Rằng ở cõi ta bà sanh chúng, có người nào lầm muốn gặp ta. Phải như con hiu nhớ cha, dù cho cách trở bao xa cũng về. Niệm Di Đà không hề để ngớt, cả sáu căn cùng một niệm nhau. Tức là đàn chỉ bất lao, Tây phương đến được chớ nào khó chi.
dứt sạch niệm mê si tức giác, cùng ngó nhau hai mặt hòa nhau. Nếu còn tâm vọng trần lao, dù cho niệm Phật cách nào không linh, lời này con khá in trong trí, để truyền cho cạn kỳ người tu. Chúng sanh đâu phải là mù, chỉ là mắt bệnh mộng vua tại trần. Sẽ tỉnh được chớ không mê mày, con khéo lời chỉ dạy người ta. Một người giúp được tỉnh ra, đức kia to lớn khó mà lường đo. Ta cúi đầu liền thưa Đức Phật, xin chạm ghi ân đức đại từ. Dạy cho rõ phép thật hư, sẽ là giúp được nhiều người thành công. Cúi xin Phật nhủ lòng chỉ dạy, hiện ở nơi thế giới ta bà. Tại sao khắp cả gần xa, chúng sanh thường niệm Di Đà nhiều hơn Phật, rằng có tâm muốn dư pháp? Pháp Di Đà rất hợp hạ căn, dễ tu dễ nhớ dễ hành, cho nên hiện tại chúng sanh niệm nhiều, cũng là đêm tàn tiêu cõi hà. Duyên ta cùng tất cả chúng mùi đất trời, đến lúc tối thui thì ta ứng hiện độ người thành tâm. Hào quang ta sẽ làm hết khổ, khi người nào được có chiếu vào. Mẹ thương con đỏ thế nào, Phật thương sanh chúng cũng vào thế đi. Thương đến đổi quên đi mạng sống, gánh khổ cho sanh chúng từ lâu. Con ơi nên được đảo màu lòng từ bi, phải rộng sâu vô cùng, món yêu đương cũng không tiếc kể. Đem ban cho những kẻ khát khao, chúng sanh nơi cõi trần lao, tấm lòng này biết chừng nào hiểu ra. Phật thì chúng ta bà đang khổ, khó ngồi yên tĩnh đổ ở con. Quá thân đến đội gót mòn đó, đẩy đi khắp chẳng còn chỗ không, tìm kiếm kẻ lòng mong nhớ Phật. Đem về nơi lạc quốc ở chung, kìa con để mắt xem cùng hóa thân của Phật khắp trong cõi phàm. Khi hóa nữ hóa nam đủ hàng, cứu chúng sanh không chán phúc nào. Lòng thương chẳng chút mòn hao, xưa nay vẫn một sắc màu từ bi. Gặp tai khổ như khi bình sự, lòng thương yêu dân thứ không phai. Không riêng Phật ở phương Tây, Phật nào cũng dẫn ra tay cứu đời. Ngoài ta bà còn nơi khác nữa, cùng chúng sanh đau khổ như nhau. Cứu luôn không bỏ người nào, nếu là tưởng Phật nếu trao tâm lành. Phật nói xong rồi nhìn ngoái lại, liền hiện ra thế giới lạc ban. Biết bao nhiêu đóa hoa vàng chỉ trong một khắc nở ngàn muôn bông. Phật
rằng con hãy trông như thế, mỗi bông là mỗi kẻ siêu thân. Nhưng mà kẻ đó trần gian nhiều hơn số kẻ siêu thân cõi này, nên lòng Phật chưa khuây khỏa được, lo lắng luôn không ngất ơi con. Chừng nào kẻ khổ hết còn thì là Phật mới niết bàn ngồi yên. Cảm lời Phật ta liền rơi lụy, rồi cúi đầu tỏ ý biết ơn. Lòng nhân trên hết lòng nhân, đang làm cha mẹ cõi trần chúng sanh. Một mùi hương thơm lành ngát mùi, ngước đầu lên còn dõi hào quang. Lẫn cùng tiếng nhạc trỗi gian, còn thân Phật đã ẩn tàng mất đi. Thật phép nhiệm khó suy nghĩ kịp, đang kính thay các đức từ bi. Chúng sanh lòng muốn những gì hiểu ngay, liền khéo tùy nghi giúp giùm. Ta đang còn bận trong ý nghĩ, rằng ước gì Phật chỉ thời cơ, để cho những kẻ còn ngờ trở nên tin, để kiếp giờ hoàng thiên. Ta vừa nghĩ thì liền theo đó, trong ngọn đèn linh nọ hực ra một hào quang chói sáng lòa. Trong hào quang có một tòa liên hoa, vừa có vị Phật đã ngồi ngự, nơi ngực bài lỗ chữ vàng ra. Mỗi nơi muôn gốc mỗi Phật đà, hào quang muôn sắc thật là đẹp xinh. Phật vừa cười vừa lên tiếng nhạc, trong nhạc nghe rào rác lời ca, rằng con ơi cõi Phật đà phàm nhân mấy kẻ được mà thấy đâu. Không phải riêng con cầu mà được, vốn là duyên thuở trước khéo gây. Thương con lao khổ vậy đầy, vì nói gương Phật chúng này mà ra. Con vừa gặp Di Đà khi này, phước lớn hơn tứ hải ơi con. Truyền ngôn con khá lo tròn, ngày gần Phật sẽ cùng con một giường. Con ơi vì tình thương của Phật, khác hơn tình nhân vật ơi con. Thương không muốn chúng hao mòn, thương làm cho khắp người còn sống luôn. Không ở trần về nương cõi Phật, chẳng tử sanh bệnh tật đeo mang. Ngọn đèn trên cánh sen vàng, người thường nơi cõi thế gian khó nhìn. Lành thay con hữu tình với Phật, giờ phút này mới được thấy ư. Con đừng tưởng việc quyển hư, đây là sự thật chớ ngờ ơi con. Kìa nơi gốc lầu son bên cạnh, con thử xem thấy cảnh trần ai. Trên giường kia cái hình hài đang nằm, như thể khúc cây bất thần, chính là cái xác trần con đây. Con thử xem sẽ thấy ra sao, một khi hơi thở không vào xác kia trở cưng khác nào khúc cây. Rồi sình lên thúi khai hết cậy, rã tan ra khác thể bụng lầy. Hồng trần bất
luận là ai xác thân đều phải như vậy ơi con, thế mà chúng sanh còn mến tục, tạo tác ra nhiều việc tội tình làm cho thêm nghiệp tử sanh mười phương chư Phật. Càng nhìn càng đau. Bên gốc kia con nhìn vào thử, cõi Phật đà đủ thứ xinh tươi. Cả ai đều cũng vui cười buồn rầu lao lý, một người cũng không nếu muốn chi tùy lòng ấy có. Dù việc chi chẳng trái tâm nguyện, nếu người ở cõi trần duyên được về đây sẽ hết phiền hết lao. Nhưng ít kẻ tin vào nơi đây, thật đáng làm thương hại ơi con. Dù cho lặn biển trèo non, chân linh con chẳng hao mòn chút nào, càng lao khổ càng cao công đức. Nhưng tượng dài thêm chất đá trong, chỉ là đáng sự an lòng, chứ không đáng để ngại phòng sợ lo. Con khá nên khuyên cho đời biết, khổ dù bao không thiệt chớ lo. Trồng hoa hoa sẽ trổ cho lòng nguyện, sẽ được chớ lo mắc phần. Phật là kẻ thoát trần đã hẳn, lời nói chi cũng chẳng hề sai. Con ơi kha biết Như Lai, vì dân đủ cách đổi thay dạng hình, hôm nay cũng vì tình con trẻ. Phật hiện bày mỗi lẽ con xem, ai trong cũng bắt muốn thèm, nhưng mà những kẻ được xem không hiền. Mười phần lòng bận theo cõi tục, tin Phật trời một chút cũng không. Lòng thương của Phật tràn đồng đối, cùng hạng ấy cũng không cứu rồi, nhưng Phật chẳng trách người nào cả. Đối với ai cũng giả yêu thương, từ bi luôn mở rộng đường, chừng nào hết kiếp vô thường mới thôi. Đạo khi ngộ con ngồi bao quy, đâu cũng là chân lý ơi con. Khi xem mây giăng chót non, lúc nhìn sóng vỗ đầu cồn lô nhô, nơi nào cũng có cơ bí nhiệm. Không vật chỉ mơ quyện được lòng con ơi, hai chữ có không tìm ra cho được nguyên tâm mới là. Trong tiếng nhạc ứng ra lời nói, tuy không mà há gọi rằng không. Phật đâu lại ở trong bông, bông sao lại mọc đèn trong thế này, ngoài ý khách trần ai suy lường. Dễ mấy ai nghĩ tưởng cho ra, duyên lành ở một kỳ ba, sẽ còn lắm kẻ thấy hoa này nhiều. Con ráng già uống chiều thế cuộc, truyền viết này khắp nước dân nghe. Ngõ hầu sớm tỉnh giấc mê, để cùng các Phật quý tề nơi đây. Nhạc lần tiếng ca này vừa dứt, một dừng mấy lũ lượt bay qua. Phật ngài liền chỉ tay ra, mấy kia dừng lại quá ra địa cầu. Đang quay xuôi bỗng đâu quay ngược, làm cỏ cây nhân vật ngựa nghiêng.
biển sông mà qua đất liền, đất liền lại qua ra miền biển sông, các phương hướng lạnh nồng đổi khác. Khí hậu nơi Nam Bắc đều sai, nhìn xem vạn vật muôn loài gió, nơi cuộc đổi thay này nát tan. Trong thi cảnh điêu tàn sơ xác, ruột rà đau nước mắt nhỏ xa, Phật rằng ơi trẻ ta bà coi trần cảnh ấy xảy ra nhiều lần. Mỗi một kỳ thai nhân đổi vật, là mỗi lần quả đất lộn quay. Vô thường kiếp tạm trần ai, hiệp tan tan hiệp như mây khác nào, con có thấy ai đâu trường cửu. Không vật chỉ cô trụ được ư, hoàn toàn là cõi quyền hư. Đang thương cho kiếp con người dường bao, luôn công người kế mưu đủ lè. Không việc nào dành để cho lâu, thân tàn vật cũng quá sâu, hữu hình tất hoại là câu nói thường. Cõi Phật ráng vẹt đường đi tới, thân không tàn vật mới trường miên. Hỡi này ơi trẻ con duyên, Phật đài bất lạc đâu khuyên tu hành. Mắt đã thấy hết sanh ngờ vực, con được xem cõi Phật rõ ràng. Ráng khuyên lại kẻ thế gian, lo tu chớ giả mơ màng nữa chi, tình cho hẳn mới quy cõi Phật. Đừng nửa chim nửa chuột dở dang, không ten thì phải thuần vàng, muốn cho giải khổ phải toàn chân tu. Ngày gần đây năm châu thế giới, như địa cầu vừa mới thấy kia. Thấy trôi máu chảy đầm đìa, nạn trời ách nước khó bề tránh qua. Việc chẳng hề Phật đà không bào, nói ra đây vì đau thương dân. Phật không dối gạt hỏng trần, những điều Phật nói chẳng lầm đâu con. Phật không những cứu hồn khỏi đọa, cứu luôn thân khỏi quả trần gian. Từ bi chủ xương hay đàn, sống lành thân thể thoát an liên đài. Phật nói xong rồi tay liền dậy, quả đất kia trở lại thành mây. Dần dần từ ấy cứ bài Phật rằng, con hỡi thấy đây chẳng là chỉ trong một phút qua rồi mất. Cõi trần gian nhân vật thế ni, con người đang quý yêu gì nỡ đi giành vật hại thì lẫn nhau. Mọi vật tạm kiếp mau như chớp, nên giúp nhau thêm phúc lâu dài. Chứ vì tình chớ vì tài, dẫn nhau đến chỗ nạn tai âu sầu. Trên cùng dưới lấy câu hòa hào, giúp đỡ nhau manh áo bát cơm. Muốn cho được có tiếng thơm, xem điều nhân nghĩa trên hơn bạc tiền. Trọng đạo cả hơn riêng ái dục, chẳng riêng lo hạnh phúc một mình. Những điều lợi ích nhân sinh lớn lao mỹ cũng hy sinh không cần. Con ơi muốn Phật thần nên được, tấm lòng này làm trước ơi con. Giết người cư xử không tròn thì là giết Phật
chẳng còn nên đâu. Đạo không đời đạo nào có lập. Thành Phật do tu tập trong nhân, bỗng nhiên nên được Phật. Thần Phật thần ấy cũng chẳng cần làm chi. Thật bác ái danh gì cũng mặc, chỉ biết điều cứu vật độ nhân. Đó là mới thật lý chân, mới là đúng nghĩa Phật. Thần ơi con thương người đến mất còn chẳng kể. Người tu hành như thế mới nên, điều này ơi trẻ chớ quên. Bốn ân trọng đại mới đền đáp xong, hành đạo dứt được lòng dĩ ngã. Tất là chân đạo quả nên ngay, ơi con lòng mến trần ai. Thượng tình không thể một ngày dứt xong, việc khó mấy cố công làm mày cũng sẽ nên không sai đâu con. Con ơi ráng giữ cho tròn tu, cho mình lại phải còn tu nhân. Đường Phật Pháp kêu sơn gắn chặt, phải anh hùng thắng giặc trong tâm. Những gì đã thấy sai lầm liền chừa ngay, chứ để làm dây dưa. Việc đáng chừa cố chừa cho được, tội lỗi bao cũng chuộc được ngay. Con ơi kẻ ở trần ai tỉnh cơn mê được phải đầy khó khăn. Phật xưa cũng trong hàng sanh chúng, nhờ quyết tâm mà thắng cơn mê. Tâm không nhất quyết một bề, ngôi xưa vĩ cũ khó về ơi con. Khá khuyên người lòng son một sắc, trước sau lòng theo Phật không phai. Được vậy cùng Phật Như Lai, Niết Bàn sẽ có một ngày ngồi chung. Phật nói xong liền dung tay áo, liền hiện ra chiếc bảo linh kiều. Từ nơi thế giới tàn tiêu bắc ngàn qua cõi bất diêu Phật đài. Trên cầu có nhiều người nhé bước, mỗi người đều mỗi phước thần kỳ. Mắt mày đầy vẻ uy nghi, bên kia cầu có từ bi đứng chờ. Trong lúc ấy bên bờ mê khổ, biết bao người đang bỏ thay thi. Kẻ vì ẩu ta chết đi, người vì bom đạn xác thì tan tành. Lại có kẻ đang rên kêu khóc, bị gươm đau đâm thọc vào thây. Có người cha mẹ lạc loài chạy quơ tìm kiếm, mắt đầy lệ rơi. Vợ xa chồng kêu trời gian dội, mẹ mất con đến đổi cuồng điên. Âu sầu cảnh vật điền viên, ở nơi nào cũng thấy thảm phiền heo giòn. Quá đau đớn không còn nhìn nổi, ta nhắm liền mắt lại rồi than. Như vậy hết cõi trần gian, làm sao đến đổi điêu tàn thế ni. Kẻ trên cầu viết chỉ cũng chẳng thương người đang lỗi lặn bên kia. Ước gì được có sớt chia, cho người đang khổ bớt bề lao đau. Phật rằng con nghĩ sao việc ấy, kẻ khổ kia tự lấy mà ra. Vì làm lắm việc gian tà, nên ngày chung cuộc mới là thế ni. Phật biết trước lắm khi giải bào, mà chẳng nghe cứ tạo ác luôn. Phật nào chẳng phải yêu thương những người như thế, hết đường cứu an.
Hôm nay Phật hóa quan chỉ cảnh, cũng vì thương ba tâm đây ư. Để cho con thấy cõi người, hầu truyền cho chúng tình hồi lo tu. Lần này chẳng quay đầu hướng thiền, xác hồn đành tiêu biến biết sao. Điều này con nhớ ghi vào dục, cho ba tánh khá mau tu hiền. Gần ca đến cuộc biến thiên ấy trẻ, như vừa qua mỗi lẽ con xem. Nếu không rửa bỏ luốc lem con ơi, đến việc khó tìm ngõ xanh. Phật dạy con ngọn ngành hiểu rõ, để cho con bày tỏ người nghe. Bí quyền không có đậy che, tại vì sanh chúng còn mê khó tưởng. Đây Phật sẽ chỉ đường siêu việt, tức là con hơn thiệt sẽ rành. Con nhìn ngay đóa hoa xanh, tự nhiên sẽ thấy dữ lành ra sao. Ngó theo Phật thì vào bên cạnh, một hoa sen long lánh màu xanh. Thoát nhiên bực sáng trong lành, có rừng dơi có thị thành hiện ra. Trong rừng có hằng hà thú dữ, tranh đấu nhau hậm hực rỡn người. Dọc ngang ở dưới gầm trời, đua nhau ăn sông nuốt tươi mỗi ngày. Chiều nắng đỏ mưa đài đủ cách, bị kẻ dây người bắt liền khi. Khổ đau không thiếu món gì, sống đời dơ quế ngu si thấp hèn. Trong khi đó phía bên thành thị, loài người đang quê mỹ sống sanh. Có nhà cửa có cung thành, xe tàu bay chạy lưu hành tự do. Có đủ cách làm cho thỏa dục, đâu cũng đều đầy mục ăn chơi. Nhìn qua ở khắp mọi nơi, rượu chè mèo mỡ ít người nào không. Phật rằng khi con trống vào đây, giữa hai bên nhận lấy bên nào, ta chưa kịp đáp làm sao. Phật liền tiếp nói thao thao như vậy: con ơi, cả bên này bên nọ, chớ chấp tâm lấy bỏ bên nào. Vì rằng hai cảnh khác nhau, nhưng tình vẫn một khổ lao đỏ đại. Người mà thú nào ai có biết, thú mà người là giết đâu không. Khác điều đổi mũ mang lòng ác, hung vô đạo nơi lòng giống nhau. Vật nào cũng như bạo như ảnh, gọi sướng vui nào thảnh thơi đâu. Lòng luôn có sự ưu sầu, đời thường gặp việc khổ đau ít nhiều. Người hay thu xét theo trình độ, chớ nên xem ở chỗ xác thân. Thú người đều cúng xác trần, cũng sanh đẻ cũng uống ăn một tuần, thân tư đại vẫn luôn thế cả. Có chi đâu làm thỏa ấy con, làm sao cho khỏi tiêu mòn. Sống đời an lạc trường tồn mới ngoan. Vậy con hãy nhìn xem bên cạnh, đó sen vàng đang ánh bên kia. Tất đâu là chỗ đáng mê, đâu là đáng chán, mỗi bề sẽ thông. Nghe lời Phật
ta trong bên ấy, một cảnh màu chưa thấy bao giờ. Dưới tàn một gốc cây to mỗi vì Phật ngự trên tòa liên hoa, trước mắt có hằng hà tiên giới. Đứng hầu nghe Phật nói pháp màu, các tiên y phục khác nhau mỗi vì đều có mỗi hào quang riêng. Lời han hỏi dịu mềm tao nhã, mặt vui tươi đẹp đẽ khác thường. Mỗi vì mỗi nức mùi hương hoa trên cõi tục phải nhường mấy mươi. Cảnh trang nghiêm màu trời mát mẻ, thêm có luồng gió nhẹ thổi qua. Trên tàn cây chỗ Phật đã nhạc, từ mỗi lá rung ra dịu dàng, nhạc với tiếng Phật đang thuyết pháp. Màu nhiễm thái phù hợp lẫn nhau, lòng dù muôn vàn khổ đau, khi nghe nhạc ngay cũng thao mất liền. Vui vẻ khó tả nên lời nói, quyền diệu không biết gọi sao vừa. Ta chưa kịp mở lời thưa, Phật liền bảo đó là cớ sau này. Ngài biến chuyển đông tây nam bắc, cõi thế gian nổi giặc khắp nơi. Sấm vang tôi cả đất trời bình minh trở lại như đời này đây. Tu đến được hội này thông thả, cảnh thế gian tan rã không còn. Chớ nên sai đắm ở con, đắm sai những vật không còn là ngu. Vì thế Phật khuyên tu ơi trẻ, lấy trí mình xét lẽ mất còn. Thấy đây nào dễ đâu con, nhớ ghi tâm khảm để còn khuyên dân. Người ta cúi đầu cảm ơn Đức Phật, xin dâng lời khuyên dứt thế gian. Phép lành xin Đức Phật ban cho, đâu đó được xuôi đàn giáo dân. Phật mỉm cười rồi lần biến mất. Giây phút lâu còn nức mùi hương, lòng ta cảm kích muôn vườn tình thương thêm nặng trên đường Phật gia. Ai ngờ một đóa hoa thế ấy, mà cõi chi cũng thấy rõ ràng. Vì lòng mẫn ấy thế gian, Phật Ngài khéo lộ mỗi đàn quyền cơ. Dù không thấy nhưng nghe đây nói, cũng nên tin để cõi tâm trần. Ngàn muôn kiếp bị chuyển luân lời màu, khó được một lần nào nghe. Nghe được ắt tâm mê tình được, nếu tin theo sau trước một lòng. Đây không phải chuyện bông lông, khi ai nghe đến chớ lòng bỏ qua. Những lời ta viết ra nơi đây chính là điều mắt thấy tai nghe, không vì háo vọng đem khoe, mà vì muốn được tỉnh mê khắp người. Như Phật đã nhiều lời giảng giáo, đời nếu không có đạo đời mê. Đời mê có đảo vỗ về, thì đời ấy sẽ hết mê có ngày. Không cương quyết không hay thành tựu, dù viết đời viết đảo thế ư. Nên mà bỏ luôn cũng hư hư, mà khéo sửa sẽ như ý nguyện. Nơi hải ngoại phòng riêng một bông, mới bước hồi hướng trong ngóng mỗi ngày. Phần còn phải ở nước ngoài, mượn lời của Phật đau lai quê nhà. Xin tất
cả trẻ già nam nữ. Hãy nghiệm suy mọi sự đầy phân, thương nhau đến nên mới tố trần, rất mong đó cũng tinh thần như đây. Biết yêu nhau, biết gây thiện cảm, biết quyết tâm diệt đám mây mù. Một lòng thể nguyện chân tu, tu cho đến đắc đạo màu mới thôi. Kẻ quê nhà xa xôi khó hiểu, ta xứ người lắm chịu đắng cay, nhưng lòng sắt đá không phai đủ phương chiều uống để gây đạo màu. Mới trông qua dễ đâu biết được, việc ta làm có trước có sau. Đỏ xanh chiếu rọi nhiều màu, nhưng đèn một ngọn lao lao sáng trong. Tâm hồn này ước mong khắp chung, ít nhiều gì xin cũng biết cho. Xưa nay đây vẫn hẹn hò một câu tái ngộ trên đò từ bi. Xin chớ buồn những khi xa cách, lúc nhớ nhau hay đọc lời này. Dù ta có ở đông tây, tâm hồn cũng vẫn ưu hoài bắc nam. Chịu cay đắng cho kham nghĩa dù, đành xa nhau để thủ mái trời. Đau đồng và mẹ hiền ơi, hiểu cho đây chớ đem lời trách than. Cũng phải ráng có gan sắt thép, dù cho ai bức ép giường bao. Chữ tu trước cũng như sau, khư khư một dạ không nao núng lòng. Mày người nhà có lòng trong ta mây, ta cũng trong thế ấy đâu thua. Tinh thần đang phúc chạy đua gắn lên chớ để ai thua ai nào. Ta nhiều lúc lòng đau như cắt, thường đêm thường nước mắt nhỏ xa. Nhớ người ở chốn quê nhà, nhớ luôn đến cả mẹ già cô đơn. Ngày nào ta trở chân quê nội, lòng nhớ nhung mới gọi được ư. Ngay nếu còn ở chốn quê người, thì lòng thương nhớ đâu hồi nào quên. Một khi diệt được nên như nguyện, đền lại cho lúc diễn ly nhau. Cơ trời định vậy biết sao, hay nên lắm bấm bụng đợi nhau qua ngày. Dù ta ở nước ngoài đi nữa, lời gửi về mỗi bữa ráng xem. Rửa xong những chỗ ố lem, mối tình đạo đức càng thêm gũi gần. Đồng đạo ôi có từng biết đến, tấm lòng ta đã mến dường bao. Không riêng hai chữ đồng bào, mà là đối với nước nào cũng thương. Đi đâu cũng chủ trương Phật giáo, khuyên người lo theo đạo tu hiền. Chiến tranh là việc cuồng điên, giết nhau rốt chẳng lợi quyền chi đâu. Kiếp sông ngăn chớ thâu thêm ngăn, hãy giúp nhau cho đặng sống dai. Lấy tình chung của nhân loài, chứ đem riêng ý một vài phạm vi. Đến đâu cũng ý lời như một, vẫn khuyên tu không chút ngại ngần. Bóng chiều càng bước đến gần, sự khuyên tu ấy thấy cần khuyên thêm. Mong rằng khắp Bắc Nam quê nội, hiệp sức nhau mở lối khuyên tu.
Một người làm có hơi lâu, nhiều người hiệp lại sẽ mau công thành. Khó khăn mấy cũng đành chịu vậy, đừng thở than bại hoại tâm linh. Vì người mà khổ thân mình, trên đời còn có sự vinh chi bằng. Nơi đất khách ta càng tinh tân, ở quê nhà cũng rang chí công. Kiếp này giải thoát không sống, thì muôn kiếp tới khó hồng siêu thăng. Mỗi lúc nhỏ không ngăn không đắp, chừng lớn ra mới dập sao nên. Đành rằng xuống dễ khó lên, muốn lên cần phải được bền sức leo. Đời muốn được đạo sao không được, nên hay không rút cuộc tại mình. Muôn điều nhờ ở đức tình thủy chung, như nhất cái giới tình Phật gia.